Xin chào, buổi chiều vui vẻ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ hôm nay sẽ là cái thước phim mà cuối cùng cháu Lực hoàn thiện cái phần công trình phụ rồi cô bác ạ. Hiện tại thì cũng đã được đặt những cái tấm pro lên rồi. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những cái thước phim mà đằng trước thì cho cái quá trình mà cháu Lực hoàn thiện cái công trình phụ nó như thế nào cô bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ lựa chọn là lập bằng pro cô bác nhé. Cháu Lực sẽ không có lập bằng tôn xốp nữa. Đóng được máy tấm rồi Sứ. Sứ ơi, đóng được máy tấm rồi em. Hả? Làm vỡ một tấm rồi hả? Mình nứt rồi mà. Bị nứt đúng không? Đây, búa đây. Hàng như kia là chưa đóng đâu nhá. Một tí nữa mình cắt xong thử ạ. À, đúng rồi, cắt xong đóng. Bây giờ mình đóng mấy cái hàng dưới thôi. Ôi, anh Vinh là rửa bát luôn à? Anh rửa bát luôn à? Cái máy cắt cắt gạch của anh vẫn ở đây đúng không? Thêm một tí nữa anh cắt hộ em luôn mấy cái tấm này nhá. Vâng. Vâng, đến chỗ lò này thì cắt rồi. Cắt xong là một tí mình dùng xi mình bịt lại cái chỗ mà khe nữa anh ạ. Thẳng chưa, thẳng chưa?
Nó bảo khớp của nó chứ ở đây. Cho đây có đinh chưa thử? Có đinh chưa? Chưa. Hai đinh à? Cái chỗ này một tí nữa mình lập trên xong là đo cắt. Cắt đây này. Ủa, chỗ này là phải cắt ra 2 tấm đấy nhỉ. Đây đinh này. Hả? Cái này cao á? Cái này cao một tí à? Này đúng không? Thùng chưa đấy? Chưa à? Nghe chưa? Hả? Thời tiết hôm nay thì có vẻ như khá là nắng nóng của bác thời tiết hôm nay ấy. Nhưng mà nó không xuống được ấy. Đây. Vừa chưa? Đấy, còn là mấy cái chỗ này thì tí. Hả? Kéo kéo xuống thử. À nhưng mà chỗ này nó bị kịch rồi. Kéo kéo được không? Thử kéo đi. Bây giờ từ anh phải cắt lên một tí. Không một tí nữa. Nhớ một tí. Để lên một tí được rồi. Này đóng ba đinh ở xứ. Hả? À, đóng ba đinh à? Rồi. Rồi rong nó vào. Thì anh em sẽ phải là hoàn thiện xong cái phần lập mái xong mới thể nghỉ ăn cơm được các bác ạ. Ở trên kia để tí mình cắt sâu. Sưởi.
hả? Đây đây. Đây đây, bỏ ra thử, bỏ ra. Cầm được chưa? Chuẩn chưa? Hả? Từ từ. Đây. Từ từ nhá. Xem đầu bên này thằng. Ôi tấm kia nấy không xem à? Tấm kia kìa, nó bị lệch một tí rồi. Được rồi. Được chưa? Bây giờ nó thẳng thẳng ở đấy. Đẩy lên một tí sửa ơi. Đẩy lên, tấm này đẩy lên. Ý mình dùng pro đấy, chị đẹp trên. À đóng đinh đinh bên đây. À đâu, không tí không nhớ được. Cái đấy thì được một tấm luôn nhỉ, cắt đúng một tấm luôn nhỉ. Bên kia xe có đủ không? À bên này nó không, bên này nó là chiều ngang của nó thôi. Nhô một tấm lên đây cắt đi. Một tấm rồi. Đội bó bên này xong đo xong cắt luôn. Bên này là cắt luôn. Cắt ở góc trên này một tí là được rồi. Đó. Cắt ở dưới kia đây. Đẩy xuống. Đây, cầm cái tấm lên ra kia cho. Tấm lên ra kia. Tấm này nãy chưa đóng luôn đúng không? Tấm này chưa đóng luôn đúng không? Thế nào? À đâu, vẫn chưa vừa. Cắt đây một tí nữa này. Rồi. Cái này điện nào? Đây để như này được. Thank you.
Vừa chưa? Thẳng, biết đầu dưới thẳng chưa? Thẳng đúng không? Thế thì, nhớ nhớ nhớ. Hay thái cái gì? Từ từ, anh cắt chỗ này một tí nữa, chỗ này một tí nữa. Được nhá. Tôi phải đóng rồi à? Chưa à? Được. Xuống nữa. Ủa thế chạm ở đây à? Nhớ đi. À. Hai ngón tay. Đẩy lên. Không đẩy lên à? Chú ra đây đẩy hộ này. Kéo lên một tí nữa anh mới cắt được. Nhưng mà cái tấm kia nãy hình như là ai để đóng nhanh nhé. Nào. Này bị ngược rồi. Bị ngược rồi. Tấm trên này nó phải úp từ đây chứ. Đây. Tay đây đấy. Đây. Được chưa? Thấy cái thẳng chưa? Đóng ở đây thôi. Cái này mình sợ nó trôi xuống đi. Đấy, bây giờ để sau một quãng thời gian thì anh em cũng đang gần hoàn thiện là cái phần lập mái của bác. Má, bác ơi. Má Hảo ơi. Đợi, bây giờ đợi xử lên á. Xử hộ anh đỡ đấy, thì anh thả xuống là sợ nó đi. Đấy. Yeah. Nào, nào. Từ từ anh cho nó bằng bằng bên này nè.
Rồi, bên này đang rồi. Đóng đi. Thế được. Rồi, được rồi. Nào, đấy. Nào, giữ cái đinh của giữ cái bố anh rồi. Tấm nào? Được, lấy đợi một tấm cuối cái đã sửa. Tí mình sợ mình nhấc lên là nó. Bây giờ sửa cái đóng một tấm đấy nhá, anh ở trên anh đóng tấm đấy luôn nhá. Để mắt là ảo nó mi photo mở ra. À, nó mi photo mở á. Ơ từ 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 từ. Anh ngồi trên sao nhấc nó lên. Đấy, vào trong một tí. Rồi. Kéo ra đấy. Không kéo lên à, kéo lên thì nó mới bằng dưới kia. Thử phải đẩy lên em ạ. Đây. Đóng chưa? Đóng đi. Má dê ơi. Ừ. Tấm nữa nhỉ? Đóng. Má thiếu lắm mà dễ ơi. Đẹp quá thế mà. Đẹp quá tốt đây nào nưng. Bằng chưa? Cái
có cả 2 ca, có lá từ 5 tháng này. Bà bác ở dưới xem bằng chưa? Bằng đúng không? Nào, xử lấy đinh ra đây đi em. Anh nhầm rồi. Chưa thùng rồi. Đây chứ mẹ xử chứ mà. Đây bây giờ thì hiện tại là còn vài tấm tôn nữa thì cũng đã hoàn thiện rồi các bác. Ở đây thì hôm nọ là đo là còn bị hụt một chút rồi các bác này. Có thể là sẽ phải là cưa bỏ đi một chút. Tại vì nó cũng là khá là dài rồi các bác ạ. Xử ơi làm ở đấy nhá. Hoàn thiện nó đấy nhá. Hoàn thiện nó nhá. Hả? Anh ở đây mà. Đây mà. Thôi. Thế hả? À. Vậy ở đây thì cho nó dư ra độ tầm là 50 phân rồi các bác. Mình để dép vào đây nó không ướt. Và ở đây thì nó cũng dư ra độ là 50 phân. Vẫn được xe không có làm mà nó bị bằng phẳng cả. Các anh thợ thì vẫn còn đang miệt mài hoàn thiện thêm nốt nữa. Đây có thể là tối hôm nay thì mấy anh em cùng xé phải nói là lời là gọi là chào tạm biệt nhau rồi các bác. Phải nói là lời chia tay nhau rồi. Hãy nhìn từ xa vào thì có thể như là bây giờ nhìn khác hẳn luôn rồi các bác ạ. Mấy anh em thì vẫn còn đang quá trình là hoàn thiện nốt là chưa quan gì các bác. Một tí nữa thì sẽ cùng nhau là đi xuống tới nhà của ba ông cháu là để ăn cơm thôi các bác ạ. Hiện tại thì ai cũng là đói rồi. Bây giờ thì độ là 1 giờ chiều rồi các bác bây giờ ấy. Cũng như ở phần đằng sau nhà các bác này. Chất lực cũng cho nó dài ra độ tầm 50 phân. Nhưng mà do là tôn pro của bác này còn là thiếu một chút cho nên là chưa có thể là lập được nốt. Hôm nay thì cũng có là chú của Sử này, có thêm một người chú nữa với lại thêm một người ông nữa ra hộ Sử là đưa tôn cho cháu Lực với lại em Sử để đóng pro vào của bác này. Đây, bây giờ thì đi vào trong nhà một chút xem là các anh em thợ đang hoàn thiện tới chỗ nào rồi các bác nhé. Phải nói là khi mà lắp xong mọi cái rồi phần là công trình phụ pro cũng đã được lập xong rồi, nhìn trong thì rất là rộng các bác ạ, vào trong nhà ấy. Thật sự là khi mà lập xong thì đi vào nhà vệ sinh thì rất là rộng các bác. Ở đây thì hai anh đang là hoàn thiện thêm là cái phần mái hiên nữa. Đây là đây ạ. Chào các bác nha. Đây à. Đây bà. Ô sao bộ miền máy nó này cả buồn vào nổ. Cảm ơn máy về nổ. Chào các bác nha.
Xin chào, buổi chiều vui vẻ. Đó đây. À, hoàn thiện nốt ở phần nhà vệ sinh rồi anh. Xong rồi anh. Cái ống kia đâu rồi? Cái ống kia anh chưa đào à anh Vinh? Cái ống kia ông nội em đưa cho anh chưa đào à? Anh phải nối ra đến tận đây chứ. Bây giờ còn thiếu cái chữ gì anh nhở? Bây giờ còn cái phốt ra, cái cốt ra chứ mấy? Chữ L hay là chữ chắc chắc một tí? Tí anh phải đào xuống một tí. Cốt là chắc tí dài, lấy cốt chắc chắc nhé. Vâng, lấy cốt chắc chắc à? Ừ. Cốt này vẫn là lấy cốt, cốt là 90 hay cốt bao nhiêu anh? Ống rồi em lấy 90 ấy. Vâng. Thế bây giờ thì cháu sẽ chia sẻ một chút hình ảnh ở trên cao xuống khi mà hoàn thiện cái phần công trình phụ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết cô bác nhé. Hiện tại thì Trấn Lực cùng với lại gia đình của em Sử đã hoàn thiện xong cái phần mái rồi các bác. Trước khi mà Trấn Lực đi làm hợp đồng ấy thì mấy anh em thợ cũng nói với Trấn Lực là lập cái phần ngôi nhà chính thôi, còn cái phần công trình phụ thì mấy anh thợ sẽ không có đi vào để mà lập. Nhưng mà trong đó thì vẫn được các anh thợ hỗ trợ rất là nhiều các bác. Ở đây thì một sáng Trấn Lực lên thì cũng đã thấy các anh là vác là để những cây ngang cho Trấn Lực hết rồi. Và hiện tại thì ở xa vừa rồi thì Trấn Lực cũng đã chia sẻ một chút những hình ảnh trên cao xuống cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm rõ khi mà ngôi nhà của ba ông cháu hoàn thiện cái phần công trình phụ thì nó sẽ ra một cái diện mạo mới như nào các bác nhé. Bây giờ các anh thợ thì vẫn đang gọi là miệt mài đi vào hoàn thiện ở cái phần công trình phụ này các bác. Ừ, đã xếp hàng rồi. Đã xếp rồi.
đây thì một tí các anh sẽ đặt ra. Luôn là cái bồn rửa bát này là nó có bác này. Đây còn là cái đường nước với đường điện thì bao giờ hoàn thiện nhà thì cháu được sơn xong một cái thì cháu được mấy đi vào quá nhá. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi. Bây giờ thì cháu được cũng sẽ cùng với lại bao cháu là sẽ đi vào ăn cơm luôn các bác. Hôm nay thì có một số cô bác là đi vào hộ nữa. Bây giờ hiện tại thì ông với lại em Sử thì cũng đã lên nấu cơm rồi các bác ạ. Đấy, còn là cái video hôm nay cháu được cùng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Hết cát bà hôm nay thật hay hết cát bà.